Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị các bạn nhé, đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là chiếc xe Honda City. Chiếc xe này thì Honda City phiên bản CVT các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, lăn bánh được 6 vạn km rồi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, màu trắng ngọc trinh. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn đây ạ. Những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản, thương hiệu của Nhật Bản thì các bạn biết rồi đấy ạ. Rất là bền bỉ và rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Chiếc xe Honda City 2019 này thì đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này, chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu chạy trong đô thị thì lên đến 7,97, tức là khoảng 8 lít. Nhưng nếu chạy ngoài đô thị chỉ có 5,01 lít thôi các bạn. Rất tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là ở phân khúc hạng B rất là nhiều người là lựa chọn những chiếc xe này để chạy dịch vụ các bạn nhé. Cho nên là đi mua xe thì quý vị các bạn xem kỹ những chiếc xe chạy dịch vụ hoặc là những chiếc xe không nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi là cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, không chạy gì các bạn ạ. Đấy, dàn lốp này còn rất là dày luôn các bạn nhé. Là dáng đúc mặt phay, dàn lốp thì rất là dày và rất là đẹp đấy ạ. Nhìn về phần sau thì các bạn thấy đấy ạ, toàn bộ từ những cái cụm đèn cũng còn rất là đẹp, rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Và những cái phần nước sơn, phần nền đấy, cũng còn rất đẹp, rất căng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, và nhìn đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ, xe được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Đấy là cụm đèn sau. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn LED ban ngày, hay còn gọi là đèn daylight đấy ạ. Đấy, và cụm đèn các bạn thấy đây, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất, toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Gương chiếu hậu được gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, toàn bộ về những phần keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cánh cửa, tắp đi cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, tắp đi, tắp lô đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control hay còn gọi là kiểm soát hành trình, ga tự động này, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, nội thất ghế da này. Đấy, nội thất ghế da các bạn nhé. Và đây, cái tem của nhà sản xuất các bạn xem này. Đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019. Đấy, 2019. Đấy. Táp bi cánh cửa phía sau. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất đẹp luôn. Đấy, nội thất hàng ghế phía sau cũng rất là mới này. Và Honda cũng đã trang bị cửa gió điều hòa phía sau cho chiếc xe Honda City này rồi. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho các bạn xem nhé. Cốp sau này, cabo này, tôi sẽ giới thiệu hết về chiếc xe này cho quý vị và các bạn. Đây là cái phần cốp sau đây. Ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ cốp sau còn nguyên này. Cốp sau nguyên bản hết luôn các bạn nhé.
lốp sơ cua. Đấy. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe hạng B, sedan, số tự động. Keo chỉ cánh cửa phía sau. Đấy, phía sau bên phụ này. Keo chỉ nguyên bản này, tắp đi cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Bên phụ cũng được lấy bấm tay để mở cửa này. Đấy, toàn bộ keo chỉ đây ạ. Keo chỉ là nguyên bản hết này. Tắp bi rất đẹp luôn. Ghế da này. Đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Toàn bộ về cái phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ thì ốc cabo đây, thưa quý vị và các bạn này. Ốc cabo nguyên bản này. Đấy. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Cabo này. Ốc cabo này. Keo chỉ cabo này. Đấy. Động cơ, những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản thì các bạn biết rồi đấy ạ. Động cơ rất là bền bỉ này và tiết kiệm xăng các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích là 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động. Và đây là cái ốc chân máy các bạn này. Ốc chân máy còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ là còn nguyên bản nhá. Cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này là không tai nạn, không ngập nước các bạn nhá. Tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Đăng kiểm đây các bạn này. Đăng kiểm thì đến tận tháng 12 năm 2025 các bạn nhé. Đấy. Tận tháng 12 năm 2025 cơ, đăng kiểm còn dài. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City 2019 này. Đấy. Thì chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản, quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2019 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.